Theo đó, nếu trả nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013, người dân sẽ được hỗ trợ lãi suất với mức giảm 50% tổng số tiền lãi phát sinh. Nếu trả nợ từ ngày 1 tháng 1 năm 2014 trở đi, sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất khuyến khích trả nợ sớm với mức giảm 0,5% mỗi tháng trả nợ trước hạn. Cụ thể, đối với các trường hợp nợ tiền sử dụng đất từ trước ngày 1 tháng 3 năm 2011, nếu còn nợ sử dụng đất quy ra vàng trước thời điểm ngày 1 tháng 7 năm 2007, sẽ tính theo các bước. Số tiền nợ bằng số lượng vàng còn nợ nhân với đơn giá vàng 1.260.000 đồng một chỉ, cộng thêm tiền lãi theo mức lãi suất 1% một tháng. Còn trường hợp nợ tiền sử dụng đất quy ra vàng, 98% đã ký hợp đồng nợ tiền sử dụng đất kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2007 đến trước ngày 1 tháng 3 năm 2011, tính theo các bước, quy đổi số lượng vàng đang nợ thành tiền theo giá vàng tại thời điểm ghi nợ, cộng thêm tiền lãi theo mức lãi suất 1% một tháng.